trình vẽ vời, chia sẻ, review các họa cũ hoặc là trao đổi các kinh nghiệm với nhau. Và như ở tiêu đề đã nói, thì trong video này mình sẽ quay lại toàn bộ quá trình mình hoàn thành commission. Quay video này mình đã mất hết một ngày vừa vẽ vừa quay, đã vậy còn phải edit video nữa chứ. Ở lớp mask cho nha, mình dùng màu cam thiên long pha lỏng với nước, sau đó phủ kín các vùng da. Và mình dùng màu cam thiên long để nhấn các vùng như má, mũi và miệng. Sau đó thì mình lơn ra. Thank you.
Hồng nè. Tỉa lại lần hai nè. Tỉa váy lần hai nè. Giờ thì mình dùng bút line Micron Sakura ngòi 0.05 để line nét nhé. Video sau mình sẽ review về loại màu Montmar 36 màu cho mọi người xem nhé. Giờ thì video của mình cũng sắp hoàn thành rồi. Thì nếu như mọi người yêu thích thì đừng quên nhấn like, subscribe hoặc share cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ comment, đóng góp các ý kiến để giúp video của mình trở nên hoàn thiện hơn nhé. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.